Thế hệ Gen Z chúng ta có lẽ đã không còn xa lạ với cụm từ peer pressure xuất hiện trên mọi ngóc ngách của cuộc sống, từ mạng xã hội nhắc tới hàng ngày cho đến các áp lực tinh thần vô hình. Tôi hiểu Gen Z là thế hệ đang phải chịu nhiều những kỳ vọng và áp đặt không chỉ từ xã hội, các thế hệ đi trước mà còn là chính chúng ta lên bản thân mình. Nào là sự phát triển, có cá tính riêng, nổi loạn, thành công sớm cho đến những định kiến về sự trẻ trâu, không biết điều, không biết mình là ai, muốn cái gì cũng phải có ngay và luôn, vân vân, vô hình chung tạo nên một hình ảnh thế hệ vừa đáng ngưỡng mộ cũng như vừa đáng ghét này. Từ đó, khái niệm peer pressure xuất hiện khắp nơi trên mọi bài báo về cuộc sống, sự nghiệp và sức khỏe tinh thần của Gen Z. Có nhiều người không hiểu rõ định nghĩa peer pressure nhưng vẫn dùng nó để gọi tên cho những áp lực mà mình đang gặp phải. Vậy, ta có đang hiểu đúng nghĩa peer pressure là áp lực đồng trang lứa hay chỉ là cảm giác tự ti của bản thân khi không đạt được những điều giống như những người xung quanh? Peer pressure là một loại áp lực thật sự có tồn tại trong sức khỏe tâm lý mỗi người, không chỉ là với thế hệ Gen Z. Tuy nhiên, phải chăng sự xuất hiện của mạng xã hội đã khiến cho mọi chuyện đi xa và khái niệm này đang bị làm quá lên? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời thông qua bài viết của tác giả Yoli The Overthinker đã được đăng tải trên website Spyroom nhé. Peer pressure đến từ đâu? Chúng ta đang dùng khái niệm peer pressure để gọi tên những áp lực mình gặp phải và những kỳ vọng mình mang trên vai với mục tiêu trở thành một cá nhân xuất sắc và phải trải qua những áp lực, những khổ cực mà người khác chưa trải qua thì mình mới đạt được những gì người khác không đạt được. Tuy nhiên, điều đó có cần thiết không khi chắc gì con đường người ta đi đã là con đường phù hợp để bạn trải nghiệm? Chắc gì những áp lực mà bạn đang gánh chịu đã đến từ những người giỏi xung quanh ngoài kia mà đến từ chính bạn một cách tiêu cực, đang đánh giá thấp năng lực của bản thân hoặc không nhìn nhận đúng về điểm mạnh của mình. Hơn nữa, chúng ta có đang mượn cụm từ áp lực để ép bản thân vắt kiệt sức rồi mài giũa bản thân trở thành một viên kim cương tỏa sáng, trong khi để bản thân thực sự tỏa sáng có rất nhiều yếu tố khác quyết định bên cạnh sự áp lực, kỷ luật và chăm chỉ. Cảm giác được sự công nhận cũng là một nguyên nhân chủ quan dẫn đến peer pressure. Nó có thể đến từ bố mẹ, gia đình, người xa lạ và cả người thân quen. Nó là cảm giác tự hào và hạnh phúc về bản thân khiến cho con người ta trở nên tự tin hơn về những gì mình đang chọn và làm. Tuy nhiên, có nhất thiết phải làm được những gì như mọi người vẫn định nghĩa về thành công, về giỏi thì mới được công nhận? Vậy những lúc bạn chọn theo lý tưởng và niềm đam mê bất tận với một lĩnh vực nào đó, nhưng bị người khác phản đối, bạn sẽ coi như bạn không giỏi và chịu áp lực bởi những thành công ngoài kia sao? Ngoài ra, cảm giác ánh hào quang dễ khiến con người ngủ quên trên chiến thắng. Và khi có người khác xuất sắc hơn, chúng ta dễ bị áp lực bởi những người đó và tiếp tục gồng để chạy theo một đích đến nào đó, mà không phải là sự phát triển tối đa của bản thân. Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ nói câu này để từ chối các cơ hội trải nghiệm. Ôi, bận lắm, không có thời gian đâu. Tất nhiên là tôi không đề cập đến các trải nghiệm mang tính chất ăn chơi đàn đúm, mà nó bao gồm các hoạt động giao tiếp, mở rộng vòng quan hệ, gặp gỡ những người mới và lĩnh hội những kinh nghiệm mới. Nhưng với một số người, họ chỉ tập trung ngồi học ngày đêm hoặc cắm mặt vào làm việc, bán sức khỏe và tinh thần. Ngày xưa, tôi cũng từng như thế nên tôi hiểu. Và tôi nhận ra tôi chỉ đang tốn thời gian khi học lan man và làm việc trong sự bí ý tưởng. Lẽ ra thay vì thế, tôi có thể sắp xếp thời gian học và làm trong một thời gian nhất định, rồi đi ra ngoài kia networking với nhiều người để lắng nghe họ chia sẻ trải nghiệm, kiến thức. Hoặc tôi cũng có thể tự mình dành thời gian nghỉ ngơi hoặc trải nghiệm nhiều thứ mới lạ để mở mang tầm mắt. Có một điều khá thú vị là tôi từng nghe các anh chị ở cấp manager và director ở các tập đoàn lớn quy định chỉ làm trong giờ làm việc, hạn chế OT, còn thời gian còn lại để họ dành cho gia đình, con cái hoặc đi du lịch khắp nơi đều đặn. Đối với họ, công việc thì quan trọng đấy, nhưng không phải tất cả cuộc sống của họ, còn rất nhiều điều cần ưu tiên ngoài kia, đặc biệt chính là sức khỏe thể chất, tinh thần của bản thân cũng như gia đình mình. Công việc có thể mất vẫn làm lại được, nhưng sức khỏe và tâm lý bất ổn thì khó để hồi phục, và thời gian dành cho gia đình thì ngày càng ít đi. Peer pressure nên được giải quyết ra sao? Tôi sẽ không nói tới việc làm thế nào để vượt qua peer pressure, mà tôi muốn nói tới việc làm thế nào để hiểu đúng về peer pressure và xác định được vai trò của nó trong việc phát triển bản thân của mỗi chúng ta. Thứ nhất, không thể bắt con cá phải bay giỏi. Chúng ta có thể nhìn cuộc đời
và những thành tựu mà người khác đạt được, nhưng cũng cần phải hiểu rằng mỗi người có một điểm mạnh riêng và con đường phát triển của chúng ta không giống như người khác. Chúng ta có thể lấy những thành công của người khác làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân mình, nhưng không nên lấy nó làm mục đích cho cuộc sống của mình để nhận được sự công nhận hay ngưỡng mộ từ người khác. Người khác được làm ở MBB, Big Four hoặc các MNCs, FMCG và bạn hoàn toàn có thể chọn đó là mục tiêu phát triển sự nghiệp của mình vì nó là nơi bạn có thể phát huy năng lực và gặp được những người mentors có thể dẫn dắt bạn trên con đường tương lai. Thế nhưng đừng lấy nó làm đích đến để nhận được những cái nhìn mơ ước từ người khác hoặc những hào quang chói lóa không hề xuất phát từ bản thân bạn. Mục tiêu của mỗi người là phải trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân và bạn phải hiểu rõ bản thân có điểm mạnh ở đâu và yêu thích điều gì. Chỉ có công việc được làm bằng đam mê và tâm huyết thì mới đạt được kết quả tối đa, và khi bạn làm thì bạn cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã phát triển và không còn gì phải hối tiếc. Bạn không thể bắt người thích sự bay bổng, làm tính toán hoặc quy trình và ngược lại, đúng không? Thứ hai, mình là mình, bạn là bạn. Để đạt được những thành tựu hoặc cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống, mỗi người, kể cả những người mà chúng ta ngưỡng mộ, đều phải trải qua những bài học và thử thách khác nhau, có mồ hôi, nước mắt và máu, như ốm, bệnh. Tuy nhiên, ngoài việc lấy người khác làm đích đến cho mình, thì việc cần phải trải qua những thử thách, bài học y chang họ là không cần thiết. Mỗi người có một con đường riêng để đạt được mục tiêu cá nhân. Bạn đi con đường A để đến mục tiêu, thì tôi có thể đi con đường B của riêng tôi để đạt được cùng mục tiêu đó. Ngoài ra, chưa chắc những trải nghiệm của họ đã phù hợp với con người, tính cách và năng lực của mình, và chúng ta nên lấy cảm hứng từ những người đi trước để tham khảo, học hỏi và tránh được những cái va vấp họ từng gặp. Nhưng vậy chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn, hiệu quả hơn và ít đau thương hơn. Thứ ba, cân bằng cuộc sống. Hãy học cách cân bằng cuộc sống của mình giữa ăn, chơi, nghỉ ngơi và đừng làm cho bản thân bị quá tải bởi công việc hay việc học. Có một điều thú vị là, ngày xưa, trước khi nộp bài luận tốt nghiệp, đêm hôm trước đó, tôi vẫn đi quẩy. Nhưng nhờ vậy, tinh thần thoải mái nên đặt bút và làm bài rất bay và điểm cao. Do đó, mình thấy việc sắp xếp ưu tiên và thời gian thực hiện các công việc hàng ngày là vô cùng quan trọng. Chỉ khi cơ thể được ăn uống ngon miệng, ngủ đủ giấc và có một tinh thần sảng khoái, thời gian sắp xếp để vẫn ăn chơi, trải nghiệm được những điều hay ho ngoài kia, thì bạn mới có thể tập trung làm việc mà không bị lan man, mà còn đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, cân bằng cuộc sống còn một yếu tố nữa là rèn luyện sức khỏe tinh thần và cảm xúc vững vàng. Bởi vì ngoài áp lực từ bên ngoài, thì bản thân chính bên trong chúng ta cũng kỳ vọng vào bản thân rất nhiều. Vô hình chung khiến tâm lý của chúng ta nặng nề và dễ dẫn đến chán nản, thất vọng về bản thân. Bạn cần hiểu rằng, good thing takes time, nên hãy cố gắng hết sức và khôn ngoan, nhưng cũng để cho bản thân được nghỉ ngơi về tinh thần, cảm xúc thì mới sẵn sàng đương đầu được trước mọi sóng gió. Một điều tôi vẫn rèn luyện hàng ngày là tập gạt bỏ các suy nghĩ dư thừa và biết cần ưu tiên suy nghĩ nào, cái nào không quan trọng nên quên luôn cho nhẹ đầu. Từ đó, tôi bớt suy nghĩ quá nhiều hoặc phản ứng thái quá mọi vấn đề và bình tĩnh giải quyết từng thứ một từ nhỏ nhất. Hãy tập ở một mình nhiều để nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống mình gặp. Hít thở sâu và bạn sẽ biết tiếp theo mình cần làm gì nhé. Vậy nên, kết bài mình chỉ muốn nói là muốn thành công, bạn phải hiểu được bản thân mình. Và đó là những phân tích và chia sẻ của tác giả về peer pressure và cách để xử lý chúng. Còn những phương pháp hiệu quả nào chưa được tác giả đề cập, các bạn hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên để lại cho Spiral Room một like và một subscribe để đón nhận thêm nhiều nội dung mới trong tương lai nhé. See ya!